Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với cái tựa game Cyber Hunter. Một mạng đầu tiên vô cùng là đơn giản. Các bạn thì đây nó là cái bộ trang phục mới trong game Cyber Hunter nên là mình đã tranh thủ mình mặc nó luôn. Mạng thứ hai luôn. Ui dồi ôi, phải công nhận là thanh niên này. Ui, đậu xanh nữa hả? Ok luôn, kill thứ ba. Thanh niên số 2 thì mặc dù đã kịp dựng cái tường chắn nhưng mà vẫn không thể gọi là sống sót được mọi người ạ. Xin lỗi anh em là ngày hôm nay thì mình hơi đau họng xíu nên là bình luận hơi nhỏ nhá. Mấy ngày vừa rồi ấy thì mình cũng không có like thì rất là xin lỗi anh em. Comment này xem này. Thời tiết thay đổi thế nên là đâm ra đau họng. Ok, ở đây thì có khá là nhiều những cái trang bị ngon nha anh em. Ui, tiếng chân vô cùng là gần luôn này các bạn ơi. Ơ, cái đậu xanh. À đây rồi. Đây rồi em ơi, làm sao đấy. Mạng thứ tư luôn này mọi người này. Người chơi vô địch Sĩ Kẹo Cyber luôn. Ây à, đợi mấy hôm nữa thì nó đỡ hơn. Có thể là livestream lại với anh em cũng như là làm nhiều video cho anh em xem hơn nữa. Qua đây chúng ta có được một cái gói cứu thương nhá mọi người nhá. Bây giờ thì tranh thủ chạy xung quanh để coi này. Hình như là ở cái khu này nó hết người rồi nha em ạ. Lúc này thì kẹo đã thấy ai đâu. Cái đậu xanh. Không hiểu là chúng nó chạy đi đâu hết cả rồi nha em ạ. Eo ôi, ngày hôm nay nó vắng vãi trưởng luôn, tôi không thể ngờ được. Dẫu sao thì mình cũng đã có được 4 kill đầu tiên. Và còn lại tận 71 người chơi ở trong ván đấu này nữa cơ. Nói chung là chúng ta hãy cứ từ từ mà đi săn mạ thôi. Không việc gì phải vội cả nhá. Đây, xe đang chạy một cách rất là tít đây, nhưng mà người đâu thì mình chưa có thấy luôn cơ anh em ạ. Uầy, anh em thấy ai ở khu này chưa vậy? Ơ, đậu xanh lái xe hơi ngào tí, sorry anh em thông cảm nhá. Qua đây xem thế nào chứ. Mình nghĩ là mình sẽ nên chạy vào trong cái vòng an toàn tiếp theo cái đã. Ở đây có cano này. Đấy anh em thấy chưa, cái cano của nó vô cùng là hiện đại luôn nha. Trông nó lại chất lượng vãi trưởng luôn nhỉ. Nếu như mà anh em yêu thích cái tựa game này có thể là tìm và tải đó là Cyber Hunter nhá. Trên này thì sao đây ta mọi người ơi. Ui. Đùa chứ thật sự là không hiểu luôn, ngày hôm nay chúng nó lại vắng vãi trưởng nhỉ. Hello, ngoài này có ai không vậy? Sau khi mà hạ gục được 4 mạng đầu tiên thì bây giờ là mình chẳng thấy thêm một ai nữa. Ơ, các bạn lại chạy đâu cả rồi nhỉ? Ui, anh em thấy chưa? Nó rất là vắng luôn nhá. À, bên dưới là khả năng cao có người nhá. Mình nhìn thấy những cái tường chắn như này thì khả năng cao có người nhá. Đâu rồi người đâu? Người đâu vậy để mình coi nào. Cái what the hell ở đâu vậy? Ok, qua đây xem thế nào. Ủa, thằng nào ở ngay phía trước kia vậy? Ơ kìa, cái đậu xanh em ơi. Lên bảng đếm số đi em ơi. What the hell này. Uầy, chưa đai cả. À, dựng tường chắn phải không em ơi? Ok luôn, mạng thứ 5 này. Chú nghĩ là chú có thể thoát được khỏi tay súng của anh đấy hả? Không có được đâu nha em ơi. Ui, ghê vậy. Thằng nào ở ngay phía trên vậy? Ui, công nhận là khá là căng luôn nhá.
Vừa hạ gục được mạng thứ 5 cái, một thằng ở trên nó đã lăm le định sơ mình rồi. Ở kia, tưởng là chú ở đâu cơ? Ở đây đấy hả? Đây hả, tưởng là chú ở đâu cơ? Ui, lại dựng tường chắn được rồi cả. Ok. Đây lên ngay. Xem là chú có lên bảng điểm số với anh không nhá. Nó ngay đây thôi mọi người ạ. Ui, chạy đâu lẹ vậy hả? Ui, thằng bé bắn mình thấm vãi chưởng anh em ạ. Ok, tranh thủ mình sẽ quấn cho full máu cái đã. Ghê thật luôn. Không biết là nó xài cái khẩu súng gì mà công nhận là bắn thấm vãi chưởng luôn mọi người ạ. Ui nữa hả? Kinh vậy, ai dám chơi nữa? Ui, đậu xanh. Kiểu này là mình đang giống như là bánh mì kẹp thịt rồi các bạn ạ. Ok, để quấn cho full máu cái đã. À đây, còn lại 2 từ máu thì mình vẫn đủ quấn full nha. Chỗ kia có một cái tường chắn, hình như là nó ở ngay đấy anh em ạ. Chắc là vậy rồi chứ còn sao nữa đây. Đây, tiếng chân đang rất là gần mọi người nhá. Ui. Ở đâu vậy em ơi? Ui. Ghê vậy ai chơi? Thôi xong rồi, túi máu cuối cùng rồi các bạn ơi. Đây anh em thấy chưa? Cái ký hiệu bàn chân trên bản đồ nó khá là gần luôn này mọi người này. Mình sẽ qua cái tường chắn chỗ này trước nha. Thế nào ở trong đây vậy? Không thấy luôn cơ các bạn ơi. À thì ra là ở kia, một đứa là ở ngay phía dưới nhá. Ok, chú cứ chạy đi em ơi. Đúng giờ này chạy đi em ơi. Ui, ok luôn mạng thứ 6 này. Chạy thế nào được hả em ơi? Ủa nữa hả? Cái đậu xanh này mày chạy với anh này. Cái đậu xanh này mày chạy với anh này. Ui, da đen cả. Dựng tường chắn nhanh thật đấy em ạ. Sống nổi không em? Mạng thứ 7 luôn. Cái gì vậy? Giống kiểu lỗi game mình vừa hạ nó xong nó lại hiện đứng dậy luôn. Ok, tất nhiên là mình sẽ vứt bớt những cái trang bị thừa ra mà mình không có dùng mọi người nhé. Đây, thêm người nữa hả? À đủ, hơi bị cao đấy nha. À đủ em ơi. Rồi xong luôn mạng thứ 8 này, ngon lành chưa? Ngon lành cành đào cho mọi người. Ui, huyền thoại luôn cả. Gắt vậy. Ok, lúc nãy thì mình đã tranh thủ mình quấn phun máu rồi mọi người ơi. Thế nên là bây giờ là không phải ngại bố con thằng nào nữa cả. Thằng nào qua đây thì kẹo cũng sơ luôn mọi người ạ. À đây. Ngay phía trước mặt đó là phía 205 độ nha mọi người. Kìa kìa, nó kìa. Ui. Bắn rát vậy ai chơi? Ui. Kinh thật, kinh thật. Để mình xem quần máu cái đã chứ, cái kiểu bắn rát như này ai chơi đây? Chắc là sẽ phải đứng ở đây và canh bo với nó một lát rồi anh em ạ. Kìa kìa, thằng bé đang chạy bo kìa. Chạy bo này em ơi. Chạy bo này em ơi. Ok luôn mạng thứ 9 nhá. Ôi, kiểu này là mình sắp mất giáp rồi các bạn ơi. Không sao, có xe mà. Cứ chạy vào trong bo trước cái đã. Rồi là chúng ta sẽ tính sau nha mọi người ơi. Úi dồi ôi, kẹo lái thì phải gọi là quá là lụa rồi các bạn ơi. Không, thật ra thì mình lái xe kiểu ngáo chó mà anh em. Lụa đâu mà lụa, chẳng qua là xạo lìn với anh em xíu thôi. À đây, một thính ở đây nữa hả? Ok mọi người. Bây giờ là mình vừa dùng nốt túi máu cuối cùng rồi các bạn ơi. Không biết là trong thính có máu hay không nhở? Thì mình sẽ kiếm thêm máu và bơm cho nó full cây luôn. Chơi game cho tự tin các bạn ạ. Đùa chứ hòm thính này có gì vậy? Uầy, ok anh em. Mình sẽ lên phía trên cái đá nào. Đây, trang bị nào thừa thì anh em vứt luôn cho nó rộng ba lô mà. Phía trên có một đứa nha anh em. Ở đây hả? Cái đậu xanh này em ơi. Xong nhá, 10 kill luôn, một con số vô cùng là tròn chỉnh. Trong khi đó thì số lượng người chơi còn lại trong ván đấu này đó là 31 người chơi nhá.
đang còn khá là đông người chơi để cho anh em kiếm thêm mạng. Thế này thì trận này phấn đấu tầm khoảng là 16-17 kill nhỉ anh em. Ok luôn này, lên luôn phía trên này các bạn ơi. Vâng, và mình sẽ chạy lại gần bo hơn nữa. Càng về những cái bo về sau thì cái lượng sát thương của nó lên người chúng ta càng cao. Nên là anh em cố gắng chạy vào trong bo trước, càng sớm thì càng tốt nha mọi người. Ui, phía trước có ký hiệu bắn súng này. Kiểu này là chúng ta sắp có thêm mạng rồi nha em ơi. Đây, để kẹo thử chạy lên trên con nào. Hello, trên này có ai không vậy? Mình chưa nhìn thấy rõ vị trí nữa cơ anh em ơi. Hay là chúng nó lại chạy rồi nhỉ? Cái kiểu vắng như này thì đào đâu ra người đây? Hello, ở kia nó là cái hòm xác thôi anh em ạ. Vậy mà mình cứ tưởng là người cơ. Không phải thì thôi vậy. Đây rồi mọi người ơi. Xem như nào chứ, đây chúng ta vẫn đang tiến vào trong vòng an toàn mọi người nhé. Nãy giờ thì kẻ ở vẫn chưa có được thêm kill nào. Vẫn đang giữ nguyên đó là 10 kill này. Ok, qua đây xem thế nào các bạn ơi. Uầy, à, bên dưới có người nha anh em, cứ chạy thẳng xuống phía dưới là kiểu gì cũng thấy được người nhá. Không biết là thanh niên ở đâu cơ. Ở đây hả? Hình như là vậy à? Không có anh em ơi. Mình tưởng là đây có người cơ, lúc nãy thì vừa xảy ra một cái pha giao tranh ở ngay đây thôi mọi người ạ. Thôi kệ, chạy vào bo trước cái đã. Cứ phải đảm bảo an toàn tính mạng cái đã anh em ơi, rồi là kiếm kill sao thì kiếm nhỉ. Đây rồi, tất nhiên là mình sẽ xuống dưới này coi. Ok. Số lượng người chơi trong trận đấu này thì càng ngày càng giảm đi đáng kể. Lúc này chỉ còn lại có 12 người chơi nữa thôi. Như vậy thì con đường đến với top 1 của mình thì ngày càng gần hơn nữa rồi. Xem ở trên này còn ai không chứ anh em. Ui, đậu xanh gắt thật. Chúng nó lên bảng đếm số liên tục luôn, nhưng mà kẹo còn chưa kiếm được thêm mạng mới này. Kìa kìa, bên dưới có thính này các bạn ơi. Thôi kệ đi vậy. À, thằng nào đang lái xe ở chỗ kia vậy? Ok ok, hẳn là lái xe cơ à? Bây giờ mình xuống mình xử nó luôn anh em ạ. Kìa kìa, anh em thấy nó chưa? Ngay chỗ kia chứ còn là ở chỗ nào nữa nhỉ? Được rồi, ok, thôi xong. Pha này là chú sanh mộ với anh rồi em ơi. Đây, nó ngay phía trên thôi các bạn ạ. Thôi xong. Thôi xong rồi nhé em ơi. Ui, lại còn bắn định chơi anh nữa cả. Nhảy xuống luôn cả. Ghê vậy. Nhảy xuống thì cũng đai rồi nhá. 11 kill rồi nha em ơi. Đây, và mình sẽ quần máu cho nó full cái đã. Ok ok, ngon lành. Bây giờ còn mấy đứa đây? Ui, còn lại có 4 đứa thôi. Cơ hội lấy top 1 của mình lúc này đang là 20% rồi nha em ạ. Thôi thì cố gắng lấy trận top 1 nhỉ anh em. Đây ok. Bên này có ký hiệu bắn súng này các bạn ơi. Hello, ở đây có ai không vậy? Ui, tiếng chân đang khá là gần nhá. Cái đậu xanh đây à? Đây à? Tưởng là ai cơ? Thì ra là thanh niên này hả? Ui, làm sao đấy em ơi? Làm sao đấy em ơi? Ui, lại còn dựng tường chắn các kiểu cơ à? Anh lại sợ chủ quá nhở? Thôi xong, ui. Nhanh thật đấy em ạ, nhanh thật đấy em ạ. Ok các bạn ơi, 3 người chơi nữa. Rồi, và mình sẽ cuốn cho đầy máu cái đã. Ok, đầy máu luôn.
Ở đây, phía trước mặt chúng ta có ký hiệu bắn súng nha mọi người. Đâu rồi nhỉ, để kẹo coi nào, người đâu? Ở đây, phía dưới này có một đứa nha. Ui, hình như là thằng ở dưới này vừa bị hạ rồi. Lúc này sẽ là cuộc chiến solo 1v1 giữa mình và thanh niên bo cuối rồi nha em ơi. Gắt thật, ui. Tiếng chân gần vậy. Ở đây, thì ra là ở đây hả? Ui, thì ra là ở đây hả? Ui, bắn ra thế nhỉ anh em. Eo ơi, công nhận là thằng bé bắn tôi rát vãi trở anh em ạ. Thôi xong, thôi xong. Pha này khó top 1 đây các bạn ơi. À đây, nó chặn lên trên rồi anh em ạ. Cái đậu xanh này, ui. Bắn rát như này ai chơi. Kìa kìa nó kìa anh em ơi. Ơ không, chạy bom vào hải em ơi, chạy bom vào đi. Ui, nó sai xuống gì vậy? Nó câu liệu anh em ơi. Gì vậy, ui. Rát vậy. Cái đậu xanh này, rát vậy em ơi. Yes, top 1 luôn. Ok, như vậy là ngày hôm nay thì mình đã có được top 1 với 13 kill ở trong ván đấu này. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.